Vâng, chào các bác nhé. À, buổi tối hôm nay thì em vừa về được một ít đồ các bác nha. Đấy, gồm có một cặp loa các bác này. Đây là một cặp loa Roland ha. Và cái model của nó là SRS120. Đấy, cặp này thì được trang bị hai bát 20 ha. Và hai chép còi các bác. Rồi, và ở phía trên này thì em có một con lọc Technic ha. Con này là con SH8065. Đấy, rất là khủng của hãng Technic các bác ha. Rồi, và bên đây thì em có một con lọc Sunsui SE80. Đấy, một dòng lọc quen thuộc ha. Đấy, đợt tới thì em về mười mấy con lọc các bác ạ. Rất là nhiều ha. Trong đó có thêm vài con này nữa. Sunsui SE80. Đấy, dòng này thì em bán rất là chạy các bác ha. Hầu như về là mau hết lắm. Đấy, các bác thích dòng này các bác này. Đấy. Rồi, dòng này thì nó có đèn cần và đèn nước ha. Đấy. Rồi, và đầu tiên em sẽ quay cho các bác xem con lọc này trước luôn ha. Đấy, 2, 4, 6, 8, 10 cần ha. Mỗi bên là 10 cần chỉnh cho các bác chỉnh này. Red dry riêng biệt ha. Đấy, dưới đây là những cái nút tắt mở đèn nước này các bác này. Tắt mở EQ ha. Đường vào EQ đây. Đấy. Ở giữa là một cái dãy đèn nước các bác ha. Khi mà các bác mở nhạc nó sẽ nhảy theo nhạc. Đấy, và đèn cần ha. Đèn cần màu đỏ. Rất là đẹp các bác. Rồi, và đây là phía trên mặt lưng đây. Đấy, hàng về cũng còn khá là mới ha. Đấy, những con lọc này về là đa số là còn đẹp hết các bác. Rồi, và để em mở bên trong ha. Các bác chờ em xíu ha. Nó bị kẹt cái khớp rồi các bác. Rồi, các bác chờ em xíu ha. Rồi, kẹt cái khớp các bác. Rồi, và các bác cùng xem đây. Tổng thể bên trong con lọc đây ha. Đấy, bên trong thì còn rất là mới các bác. Đấy, vỉ mặt ha. Đây, em quay phía sau cho các bác xem cái dãy tụ của nó. Đây, các bác cùng xem này. Hai cái vỉ này rất là nhiều tụ ha. Và đây nữa này các bác. Đấy, dòng này thì các bác chơi nhạc rất là nét rồi. Đấy, ghép nghe nhạc và hát karaoke ha. Đấy, phía sau của lọc này các bác này. Đấy, còn đẹp hết ha. Rồi, con này điện 100V này các bác này. Đấy, công suất tiêu thụ 14W ha. Và đường vào này các bác này, input này. Đường ra là đường output này. Nó có một cái volume phía sau ha. Đấy, lọc Sunsui SE80. Đấy, con này thì em bán rất là nhiều rồi các bác. Đấy, các bác ủng hộ rất là nhiều ha, cái dòng này. Rồi, và em cũng xin báo giá cho các bác. Con này vẫn là 4.9 triệu ha. 4.9 triệu em bao ship này các bác này. Đấy, hàng đẹp sim nguyên bản ha. Rồi, vậy em sẽ bê xuống em quay. Lát em quay đôi loa cho các bác xem. Rồi, và tiếp theo là một con lọc Technic. Đấy, Technic SH8065. Con này thì rất là nhiều cần chỉnh ha. Mỗi vế là 31 cần các bác. Rất là nhiều dãy cho các bác chỉnh chuyên nghiệp ha. Đấy, con này các bác nghe nhạc và hát karaoke thì miễn bàn luôn các bác. Đấy, bát mid chép lên cực kỳ nhiều ha. Đấy, những dòng lọc này thì tiếng rất là sang rồi. Đấy. Rồi, và đây là phía trên mặt lưng này các bác. Đấy, mặt lưng về còn đẹp ha. Rồi, em mở cho các bác xem bên trong này. Bên trong là siêu mới luôn các bác. Đây, các bác cùng xem đây ha. Một cái nội thất rất là gấu của con Technic 8065. Đấy, tụ là chi chít luôn ha. Dây các bác xem nó còn rất là mới này các bác. Tụ cũng vậy ha. Rồi, vậy sẽ quay phía sau cho các bác xem đây. Con này thì cũng đẹp từ trong ra ngoài ha. Giống như con Sunsui kia. Đấy. Rồi, và các bác cùng xem điện 100V ha. Công suất tiêu thụ 22W này. Made in Japan đây ha. Rồi, đường vào này, đường ra này các bác này. Đấy, line in, line out ha. Đường vào, đường ra. Đấy, chỗ này các bác có thể ra con súp điện ha. Đấy, cực kỳ đẹp với cái nội thất ha. Từ trong ra ngoài các bác. Rồi, con Technic SH8065 này ha. Đợt tới em về thêm 5 con các bác. Đấy, hôm nay em về một con ha. Đợt tới em về thêm 5 con như vậy nữa. Đấy, rồi con này em có xin báo giá cho các bác là 6 triệu ha. Giá là 6 triệu đồng, em bao ship toàn quốc ha. Đấy, size to các bác này. Size to ha, rất là sang trọng. Rồi, và em sẽ bê con này xuống luôn. Em quay đôi loa cho các bác xem ha. Đôi loa này là cực kỳ hiếm các bác. Đấy, em bán mấy năm trời mới gặp đôi đầu tiên ha. Một cặp Roland các bác cùng xem từ xa này. Đấy, cặp loa Roland ha. Đấy, đầu tiên là cái e-căng trước các bác này. E-căng thì nó có một lủng, một vài lỗ nhỏ nhỏ các bác ha. Li ti thôi, đây như lỗ này thôi. Và một tí xíu ở đây nữa ha. Đấy. Rồi, vậy em sẽ mở cho các bác xem bên trong. Cặp loa này thì được trang bị 2 bát 20 các bác. Để em mở cho các bác xem ha. Đây, nó có mấy cái khớp cho nên là mở nó hơi khó các bác. Đây, các bác cho em xíu ha. Các bác thông cảm cho em một tí xíu. Mở
ở hai tay thì nó mau lắm các bác. Đây, xong một cái này. Rồi các bác cho em mở nốt cái thứ hai luôn ha. Rồi các bác cùng xem tổng thể đôi loa đây. Rất là đẹp các bác và rất là ngầu ha. Hai bát 20. Hai cái chép kèn các bác ha. Hồi nãy em nói lộn là chép còi ha. Hai cái chép kèn. Đây các bác xem cái màu bát nó màu tím tím này các bác này. Đây. Màu tím tím ha bên trong ha. Tất cả là đẹp xin nguyên bản hết này các bác này. Đây hai cái chép còi hai cái chép kèn phía trên đây các bác này. Tổng cộng một cặp là 4 cái ha. 4 bát 20. Đấy, 4 bát 20 ha và 4 cái chép kèn các bác. Đây, hai cái lỗ thông hơi thì họ có bọc cái màng lại ha. Để mà chuột bọ nó không có bò vô các bác. Đấy, rất là kỹ ha. Rồi và đây là phía trên của loa đây, các bác cùng xem đây. Đấy cặp này thì tiếng rất là hay được các bác. Đấy, tiếng cực kỳ hay ha. Các bác có thể hát karaoke trên đôi loa này, rất là tuyệt vời. Đây, phía sau của loa này các bác. Đấy, chỗ này nó có dính một ít vết trắng trắng ha. Đấy, phía sau là không có bị cấn móp bể nở gì đâu ha các bác ha. Đây, đây là cái cầu loa này, các bác có thể vào đường 6 ly hoặc là đường đỏ đen này các bác này. Rồi và cái thông số của loa này các bác xem qua đây. Đấy, cái model của nó là SRS120 ha. Và cái công suất là được 120W một thùng này. Đấy. Đây cái trở kháng ở đây nó hơi mờ ha, em quay qua đây cho các bác xem. Đấy, trở kháng là 8 ohm ha. 120W một thùng, trở kháng là 8 ohm và made in Japan các bác. Đấy, hàng Nhật nòi về ha. Đô lăng. Đấy các bác vừa xem qua tổng thể ha. Chỗ này dính nước các bác, mồ hôi em nó ra ha. Rồi, các bác vừa xem qua tổng thể đôi loa ha và sau đây thì em sẽ mở cho các bác xem bên trong. Những cái củ loa ha và báo giá cho các bác nắm. Đây bên trong nội thất này các bác này. Đấy, một cái nội thất khá là đẹp các bác ha. Cái củ loa này nó cũng mới tinh này các bác. Đây các bác cùng xem đây. Đây là một cái củ loa bát của cặp Tô Lăng ha. Đấy. Sassy 7 màu luôn các bác này. Và đây một cái nữa ha. Đấy, hai bát thật 20. Đấy, củ khá là dày ha. Đấy, đây là củ bát đây. Và đây là củ chép này các bác này. Cái củ chép cũng khá là lớn nè các bác ha. Đấy, và còn mới lắm. Đây, và cái thứ hai đây các bác. Đây, cái thứ hai đây ha. Đấy, trông rất là gấu các bác. Hai cái củ loa kèn. Và cái phần tầng các bác cùng xem này. Cái phần tầng nó mới to các bác. Đây, phần tầng bên trong này các bác. Đấy, rất là to ha các bác ha. Đấy, tổng thể bên trong này các bác. Đấy, và đôi loa này tất cả là zin hết ha, tất cả zin hết, hoạt động hoàn hảo ha. Đây, các bác karaoke thì rất là hay các bác, tiếng nó dày, nó sáng ha. Rồi, và em cũng xin báo giá cho các bác nắm luôn. Đây, cặp loa Roland này thì có giá là 5.8 triệu các bác ha. 5.8 triệu em bao ship cho các bác ha. Đấy, rẻ hơn Boss 301 các bác mà hát hay hơn ha. Đấy, 5.8 triệu em bao ship cặp này ha. Rồi, bác nào quan tâm thì các bác liên hệ giúp em nhé. Đây, 0981 384842. Và em cũng xin chào các bác nhé.